Adesso che non ho ora le altre vinco che male. Thank you.
nó nhất không em? Nó xin nha. Em tay à, nó cục gì thôi. Nóng hả, nóng hả? Giảm giảm mấy lạnh những cái anh nói. Nó mụn viêm mới đau, mụn viêm quá. Lỗ chân lông gì chị thấy nó sẹo trần này, anh muốn lăn kim để chị mụn. Quan trọng mục đích của anh muốn là chị mụn, không phải muốn mục đích muốn lăn kim đâu, nó là muốn chị mụn.
Thì chị muộn mà không muốn làm kia thì đi lấy muộn cho thuốc là hết, có đâu.